Thưa quý vị, sáng nay, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lương nguyễn minh triết và trưởng ban dân vận thành ủy lê văn trung chủ trì tiệm cầu thành phố đà nẵng. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của bộ chính trị, ban bí thư, cấp ủy các cấp cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận có sự đổi mới về nội dung, hình thức. Hệ thống dân vận đã có nhiều cách làm hay sáng tạo, huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phòng chống dịch và các phong trào thi đua. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19. Việc thực hiện năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở mang lại nhiều chuyển biến rõ nét. Năm 2022, công tác dân vận sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện để góp phần triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 về công tác dân vận cũng như các nghị quyết chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với các cuộc vận động phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19.